chị biết em đang làm gì không ạ? Hiện tại là em đang đứng tại một cái vườn dendro nắng xưa các anh chị, và em đang lựa cho mình những cái chậu như thế này nè. Và hôm nay những cái chậu dendro như thế này là em sẽ bán hàng thanh lý cho mọi người. Đây toàn bộ là những cái cây để gửi cho các anh chị mình ha, hàng dendro thanh lý. Thì hàng thanh lý như thế nào? Hàng thanh lý thì bên Hoa Lan Di Phong sẽ gỡ chậu ra, bỏ bớt giá thể cho các anh chị mình ha. Như thế này là mình đã tính thành một cái khóm thanh lý nè mọi người nè. Bỏ bớt chậu, bỏ giá thể, bỏ chậu, bỏ bớt giá thể. Đây là một khóm ha. Thì trong cái vườn thanh lý ngày hôm nay em gửi tới cho các anh chị mình toàn bộ là những cái dòng dendro nắng xưa, rất là nhiều mặt hoa thôi. Bình thường thì em gửi các anh chị mình là trong 10 khóm có tầm khoảng 5-6 mặt hoa thôi, nhưng mà vườn này phong phú mặt hoa lắm các anh chị ơi. Trong 10 khóm này sẽ gửi cho các anh chị mình ít nhất là 7-8 mặt hoa ha, và hầu hết là những dòng dendro nắng xưa với mức giá cực kỳ yêu thương luôn. Cây vừa có cây cao nè, vừa có cây thấp, thậm chí có những cây tơ, có những cây đang nhú vòi hoa cho mình nữa, với mức giá chỉ có 150.000 và sẽ được Hoa Lan Di Phong bao phí ship. Bên cạnh đó, một điều đặc biệt hơn cho các anh chị mình khi mua combo thanh lý trong đợt này, thì ngoài việc là mình được bao phí ship nè, mình được mua hàng với giá rẻ, cây đẹp, nhiều mặt hoa, các anh chị mình còn được nhận thêm một cái đơn thuốc để Hoa Lan Di Phong tặng cho các anh chị mình, có thể là kích rễ, có thể là dưỡng rễ bật mầm các anh chị ha. Và trong cái combo thanh lý đợt này các anh chị sẽ có dòng thân cao, thân thấp ha. Và em sẽ cố gắng lựa cho các anh chị mình nhiều mặt hoa nhất có thể, thậm chí là 7-8 mặt hoa khác nhau. Có dòng thân cao nè, có dòng thân thấp, có những cây đã từng ra hoa ha, có những cây tơ chưa ra hoa lần nào hết. Với một cây như thế này em gửi tới mọi người chỉ có 15.000 một cây thôi, 15.000 một khóm chị ha. 10 khóm em sẽ bao phí ship. Đặc biệt khi anh chị mình mua trong combo thanh lý đợt này, mình còn được tặng thêm kích rễ nè, hoặc là thuốc kích mầm, vân vân, và rất là nhiều cái ưu đãi cho các anh chị mình khi mua combo thanh lý trong đợt này. Với mức giá 10 khóm ha, 10 khóm thì tầm khoảng 150.000 được bao phí ship, các anh chị mình nhận rất là nhiều ưu đãi, và quan trọng hơn mình sẽ sưu tầm được nhiều mặt hoa dendro nắng xưa. Và các anh chị mình có thể xem những cái mặt hoa nắng xưa đang hiện trên màn hình. Xưa, thậm chí là ít xuất hiện trên thị trường nữa, ví dụ như là Biên Thiên Vương nè, rồi Huyết Long xưa nè, rồi những cái chậu như Ben xưa, Bà Liễu xưa ha, Móng Rồng Vàng ha, là những cái chậu mà các anh chị mình sẽ sưu tầm được trong cái combo thanh lý đợt này. Thì với 10 khóm thanh lý các anh chị em gửi cho mọi người ha, toàn bộ là những cái cây rất là khỏe đẹp luôn, và mình có thể mua về mình ghép thành một cái chậu lớn. Đây phía sau lưng em có một cái chậu tác phẩm lớn nè. Thì các anh chị mình có thể là mình lựa những cái cây mà nó khóm nó đều nhau ha, thì các anh chị mình có thể ghép vô một cái chậu lớn như thế này, tầm khoảng 5 hoặc là 7 khóm, tùy theo mình chọn cái chậu lớn hay nhỏ. Bên cạnh đó thì em tặng cho các anh chị mình phân thuốc ha. Thì trong quá trình các anh chị mình chăm sóc hoặc là mình ghép chậu, mình có gặp khó khăn gì thì mình có thể liên hệ trực tiếp về số hotline để bên em sẽ tư vấn cũng như là hỗ trợ cho các anh chị mình về kỹ thuật. Để hiểu thêm, để các anh chị mình có thể nắm rõ chi tiết về việc ghép chậu lớn ha, mình có thể xem thêm vào trong YouTube của Hoa Lan Di Phong cái clip hướng dẫn cách trồng thanh lý. Ngoài việc mình trồng trong những cái chậu tác phẩm lớn như thế này mọi người, các anh chị mình về mình có thể ghép lên những cái gốc cây bóng mát nè, cây vú sữa ha. Vì hàng thanh lý nó rất là nhiều mặt hoa nên các anh chị mình có thể ghép lên đó, hoa nó sẽ rất là đẹp.
Ngoài việc ghép thành cái chậu tác phẩm lớn các anh chị mình có thể ghép ở những cái gốc cây bóng mát, gốc vú sữa ha. Tại vì hàng thanh lý nó rất là nhiều mặt hoa, đồng thời cũng là dễ chăm, nên mọi người có thể ghép ở trên đó để mình có thể tận dụng về cái những cái độ phong phú về mặt hoa, mình sẽ có nhiều hoa để chơi. Hy vọng với cái combo thanh lý như thế này, các anh chị mình sẽ sưu tầm cho nhà thêm những cái dòng dendro nắng xưa, đặc biệt là những dòng đang hiếm có trên thị trường. Để đặt hàng, các anh chị mình có thể liên hệ về số hotline đang hiện trên màn hình, hoặc là gọi về, hoặc là bình luận phía dưới video. Lan Di Phong sẽ hỗ trợ cũng như là chốt đơn cho các anh chị.